Kỷ niệm 48 năm chiến thắng 30 tháng 4, sáng ngày 28 tháng 4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Trong không khí trang nghiêm và lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa và dâng hương lên đài tưởng niệm, dành phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và đến thắp hương từng phần mộ. Đây là hoạt động không chỉ tri ân các anh hùng liệt sĩ, qua đó còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.